22 rồi ha. Thì ở chỗ này mình sẽ lưu ý một cái là mình sẽ phân bổ không quá 30 không quá 36 tháng ha. Vậy thôi. Và ở đây thì cuối năm thì mình cũng nên in cái bảng bằng phân bổ ha. Phân bổ chi phí ha. 24 22 của chi phí, và cũng nên in và kẹp đóng chung luôn. Với bộ quyết toán cuối năm ha. Với bộ quyết toán nha. Đó. 211 và cái khấu hao và cái phần phân bổ thì các bạn cũng nên in cuối năm, nên in ra và đóng kèm với cái bộ quyết toán thuế của mình ha. Bộ quyết toán thuế thì nên in những cái này vào, nên kẹp những cái này vào ha. Thì cái phần mấy cái này thì mình chỉ lưu là nội bộ thôi nha, còn phần thuế thì đương nhiên mình là mình không có nộp mấy cái bảng này rồi, nhưng mình ở trên nội bộ thì nên lưu những cái bảng này ha, đóng chung vô luôn. Rồi tài sản thuế thu nhập quản lại ha. Tài sản thuế thu nhập quản lại thì cái này trên thông tư 200 nha. Đây là cái phần khá là khó hiểu đấy. 241 xin lỗi 244 là cầm cố thế chấp ký quỹ ký cược, thì cái này nó khá là đơn giản thôi. Nó có chỉ có một hai cái bút toán thôi, các bạn đọc thông tư, sách thông tư 200 tập 1 nha. Rồi phần 331 là phần mà mình sẽ nói kỹ ha. Phần 331 là phần mình sẽ nói kỹ nha. Mình sẽ nói kỹ phần này nha các bạn nha, mình sẽ nói kỹ ở phần này. Thì đây là tài khoản là cũng là tài khoản lượng lượng tính nha, và mình phải theo dõi chi tiết từng đối tượng ha, tức là từng nhà cung cấp ha. Đó. Thì đối với mua trong nước thì nó rất là đơn giản rồi, mua trong nước là rất là đơn giản rồi ha. Cho nên ở cái phần mà đối với cái phần Việt Nam đồng thì mình sẽ không nói nữa ha, mình sẽ nói đó là phần tỷ giá, tức là mình mua hàng của nước ngoài chẳng hạn ha, nhập khẩu hàng hóa. Thì ở đây mình sẽ lưu ý đến 331 có gốc ngoại tệ ha, còn trong nước thì nó đơn giản rồi, các bạn xem lại thôi. Đó, mình sẽ đi nói thêm phần này ha. Thì các bạn lưu ý cho mình đó là cái tỷ giá hạch toán là theo tỷ giá nào ha. Tỷ giá hạch toán đó. Ví dụ như bây giờ mình sẽ có câu hỏi cho các bạn, đó là tỷ giá hạch toán theo tờ khai nhập khẩu tỷ giá nào ha. Rồi đây là câu hỏi của bạn, các bạn hãy có một phút trả lời nhé, các bạn hãy trả lời các câu hỏi này nha. Hãy trả lời giùm mình câu hỏi này, đó là khi mà mình nhập khẩu hàng hóa về thì tỷ giá để mình hạch toán công nợ với nước ngoài, đó là tỷ giá hạch toán theo tỷ giá trên tờ khai hay tỷ giá nào. Rồi các bạn hãy có một phút, các bạn hãy comment ở bên dưới nha. Rồi đối với những cái khoản công nợ phải trả có gốc ngoại tệ thì mình sẽ lấy theo tỷ giá là tỷ giá bán nha. Của ngân hàng nha, tỷ giá bán của ngân hàng nha các bạn. Tỷ giá bán của ngân hàng không lấy tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu nha. Thực ra thì giờ thế này các bạn, cái tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu đó là tỷ giá tương đương mà ở hải quan người ta sẽ áp dụng tỷ giá này để tính thuế thôi.
Còn theo cái thông tư 200 thì chúng ta sẽ lấy tỷ giá bán ra của ngân hàng để chúng ta hạch toán công nợ đối với nước nước ngoài ha. Cái khoản công nợ này thì mình sẽ hạch toán tỷ giá bán theo tỷ giá bán của ngân hàng, không phải tỷ giá nhập khẩu nha. Ở trong thực tế thì cũng khá là nhiều người lấy tỷ giá nhập khẩu ở trên tờ khai, tỷ giá trên tờ khai nhập khẩu để mà hạch toán nha.